Xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 9 tháng 3 năm 2017. Trong phần đầu của bản tin, Minh Vy xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. 50% doanh nghiệp chưa hài lòng về thái độ của công chức ngành thuế. Cục viễn thông yêu cầu nhà mạng không tái sử dụng SIM đã thu hồi. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tăng hỗ trợ để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp có chủ là nữ. Thưa quý vị, trong chương trình Tự hào Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào ngày 7 tháng 3 vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định sẽ có biện pháp hỗ trợ tăng số chủ doanh nghiệp là nữ giới. Đối thoại giao lưu với các đại biểu phụ nữ tại chương trình Tự hào Phụ nữ Việt Nam vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới là một trong những chương trình mục tiêu thiên niên kỷ. Chính phủ huyện đã giao Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chú trì chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm tốt chương trình này. Trả lời các đại biểu nữ về vấn đề khởi nghiệp, Thủ tướng cho biết, chính phủ đang hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội để thông qua luật phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó chú trọng đến vấn đề chủ doanh nghiệp là nữ giới. Năm 2016 cả nước đã phát triển được 110.100 doanh nghiệp, trong đó số lượng doanh nghiệp do nữ giới làm chủ ngày một tăng lên nhưng vẫn ở tỷ lệ nhỏ. Thủ tướng kêu gọi đến năm 2020 sẽ có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp do nữ làm chủ. Tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp diễn ra vào ngày 7 tháng 3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đặt mục tiêu có doanh nghiệp lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về dài hạn, thành phố sẽ tập trung phát triển kinh tế ở trình độ cao hơn và chuẩn bị bước lên những nước thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm tới là phát triển dịch vụ và sáng tạo, hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp để hướng đến mục tiêu có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020 xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố công nghệ, đô thị thông minh và có những tập đoàn của thành phố nằm trong top 500 tập đoàn hàng đầu thế giới. Mục tiêu này được hầu hết các đại diện doanh nghiệp, hội nghề nghiệp tham dự hội nghị đồng tình. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn chỉ ra áp lực đang gặp phải. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra số liệu doanh nghiệp đang chịu áp lực hàng ngoại ngay trên sân nhà. Qua khảo sát chưa đầy đủ cho thấy, chỉ có 32% doanh nghiệp tự tin vào khả năng cạnh tranh sản phẩm của mình. Trên 40% cảm thấy lo ngại, số còn lại là bi quan. Chuyển sang những thông tin tiếp theo, tại báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế và mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới thực hiện và công bố. Dù ngành thuế đã có những nỗ lực trong cải cách hành chính, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn còn phàn nàn về những chi phí thủ tục phiền hà và đặc biệt là thái độ của công chức thuế. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, mức độ hài lòng của doanh nghiệp đã có những cải thiện nhất định từ mức 71 điểm vào năm 2014 lên mức 76 điểm vào năm 2016. Qua điều tra với gần 3.500 doanh nghiệp dưới góc độ tiếp cận thông tin, tỷ lệ hài lòng của doanh nghiệp tương đối cao, khoảng từ 92 tới 93%. Tuy nhiên, càng về các văn bản ở cấp dưới như ở cuộc thuế địa phương, thì tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về khả năng tiếp cận lại càng giảm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phàn nàn về chính sách thuế thay đổi quá nhiều lần trong năm. Doanh nghiệp chưa kịp nắm vững thông tư nghị định này thì đã thay đổi thông tư nghị định khác. Với 55% doanh nghiệp cho biết, họ vẫn gặp vướng mắt trong tìm hiểu thông tin về thuế. Về việc thực hiện thủ tục hành chính, 41% doanh nghiệp cho biết còn gặp phiền hà. Trong đó có 14% doanh nghiệp cho biết họ bị vòi vĩnh thêm chi phí không chính thức khi làm các thủ tục này. Đáng chú ý nhất là thái độ phục vụ của công chức với tỷ lệ hài lòng chỉ quanh mức 50%. Việc doanh nghiệp phải chi những khoản chi phí không chính thức cũng có dấu hiệu tăng từ 32% vào năm 2014 lên mức 34% vào năm 2016. Doanh nghiệp cho biết dù đã làm đúng nhưng vẫn phải có khoản phí bôi trơn vì sợ bị bắt bẻ. Trả lời những định hướng của Bộ Tài chính sau khi tiếp thu những vấn đề mà báo cáo nêu ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn cam kết sẽ chứng chỉnh khoảng 80% những kiến nghị này trong năm nay, còn 20% còn lại là những vấn đề thuộc về luật pháp lệnh sẽ cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh. Tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào ngày 6 tháng 3, Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng không kích hoạt lại SIM rác trong số hơn 20 triệu SIM rác đã bị thu hồi. Trong 2 tháng đầu năm, VNPT đã hủy hợp đồng với 20 đại lý ủy quyền, khóa 569 user kích hoạt thuê bao mà thông tin không chính xác. Phía Việt cho biết, cùng thời gian trên đã chặn 4,7 triệu tin rác, xóa gần 7.500 thuê bao kích hoạt sẵn. Trong khi đó, nhà mạng Mobifone cho biết đã chặn khoảng 29.000 thuê bao kích hoạt sẵn, chặn hơn 3 triệu tin rác. Tuy nhiên, trong số hơn 20 triệu SIM đã bị thu hồi, Cục Viễn thông đã phát hiện một số doanh nghiệp có mở lại thuê bao cho khách hàng. Cục yêu cầu các nhà mạng phải tuyệt đối không kích hoạt lại SIM đã bị thu hồi. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm yêu cầu các nhà mạng phải kiểm tra chặt và không được đưa vào tái sử dụng các SIM đã thu hồi cho đến khi Bộ có phương án mới. Theo ông Tâm, trong số hơn 20 triệu SIM thu hồi có tới hơn 80% là SIM 11 số. Bộ sẽ có phương án sắp xếp đổi lại mã mạng di động cho số lượng SIM 11 số này. đến với chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay minh vi muốn nhắc đến con số 2.000 đô la đây là mức lương tháng tối đa của một kỹ sư lập trình theo như khảo sát ngành công nghệ thông tin năm 2017 do VietnamWorks thực hiện khảo sát của VietnamWorks thực hiện trên 2.400 ứng viên và 70 nhà tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam. Theo khảo sát này, một kỹ sư lập trình tại Việt Nam có thể đạt mức thu nhập từ 1.300 đô la lên đến hơn 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng nếu bắt kịp kiến thức về những công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay. Đứng đầu là ứng viên có kinh nghiệm với ngôn ngữ lập trình Objective-C. Khảo sát cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử và sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong những năm tới. Từ năm 2013 đến năm 2016, số lượng việc làm trong ngành được tìm kiếm đã gia tăng gấp đôi, riêng trong năm ngoái con số này đã lên đến mức gần 15.000 vị trí tp phố Hồ Chí Minh tiếp tục là trung tâm công nghệ lớn nhất trong cả nước, chiếm 53% số lượng vị trí đang tuyển. Hà Nội cũng có những phát triển vượt bậc và tiềm năng cạnh tranh trong lĩnh vực này khi chiếm đến 43% số lượng vị trí đang tuyển trong năm 2016. Mức lương mặc dù đã ở mặt bằng cao song có tới 81% nhà tuyển dụng cho biết đã có kế hoạch tăng lương cho nhân viên trong năm 2017, mức tăng sẽ vào khoảng từ 6 cho đến 20%. Cũng liên quan đến tình hình lương thưởng năm 2016, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam vừa có báo cáo cho biết bình quân các thành viên thuộc nhóm viên chức quản lý có thu nhập gần 74 triệu đồng một tháng. Riêng Chủ tịch Hội đồng thành viên nhận hơn 82 triệu đồng. Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 vừa được Tổng công ty quản lý bay Việt Nam VATM công bố đã hé lộ nhiều thông tin về mức lương của nhóm nhân sự chủ chốt. Theo đó, thu nhập của 12 thành viên đảm nhiệm công tác quản lý được tính bao gồm tiền lương cơ bản, tiền thưởng an toàn hàng không và tiền thưởng 1,5 tháng lương nhờ kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Bình quân mỗi tháng, viên chức quản lý nhận số tiền 73,75 triệu đồng, vượt xa kế hoạch 57,16 triệu đồng đề ra trước đó và tăng thêm 34% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ông Đinh Việt Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên là người nhận mức lương thưởng cao nhất, lên đến 82,45 triệu đồng, tương đương sắp xỉ 1 tỷ đồng một năm. Tính chung trong năm qua, Công ty đã chi 10,1 tỷ đồng tiền lương thưởng cho viên chức quản lý, nhiều hơn gần 1,8 tỷ đồng so với tổng quỹ lương thưởng đề xuất. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức trong nước. Minh Phi xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với bản tin Cà Phê Sài Gòn để cập nhật những diễn biến đáng chú ý trên thị trường châu Á. Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn tại biên giới Myanmar. Ấn Độ mở trường học cho phụ nữ cao tuổi.